Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Luck Academy và Transform Group. Mình là Hồng Ly và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tùy chỉnh Luck Messenger sao cho có thể sử dụng một cách thuận tiện nhất. Thì video hôm nay sẽ được chia làm 3 phần. Phần đầu tiên sẽ là một số tùy chỉnh chung, phần thứ hai là những cái tùy chỉnh xoay quanh cái nhóm chat và cuối cùng là một số các câu hỏi bên lề. Đầu tiên là đối với những cái tùy chỉnh chung thì chúng ta sẽ tùy chỉnh những cái gì và tùy chỉnh ở đâu? Thì để thực hiện những cái tùy chỉnh này chúng ta sẽ nhấn vào phần cài đặt. Thì chúng ta sẽ nhấn vào cái hồ sơ của mình và nhấn vào chữ cài đặt như thế này. Tại phần chung thì chúng ta có thể tùy chỉnh được một số những cái cài đặt như là giao diện sáng hoặc tối, đó là chủ đề của những cái cuộc trò chuyện, những cái căn chỉnh tin nhắn như là tin nhắn đến, tin nhắn đi như thế nào. Và chúng ta cũng có thể tùy chỉnh cái cửa sổ là thu phòng nó sao cho phù hợp với cách làm việc của chúng ta nhất. Đó. Thứ hai là những cái cài đặt liên quan tới nhóm chat. Thì sẽ có một vài câu hỏi liên quan là liệu cái nhóm chat này bị xóa đi thì có thể restore lại không? Có nghĩa là có thể khôi phục lại cái nhóm chat hay không? Thì câu trả lời là không nha. Ví dụ khi mà mình xóa đi như thế này. Đó. Khi mà mình xóa lịch sử trò chuyện của nhóm chat đi như thế này. Đó. Thì mình sẽ không có một cái nút restore nào để mình xem lại cái lịch sử trò chuyện của nhóm chat. Vì vậy nên mọi người hãy lưu ý khi mà mình muốn xóa lịch sử trò chuyện của một nhóm chat nào đó. Tương tự thì khi mà mình xóa một cái cuộc trò chuyện nào đó hay nói chính xác hơn là mình giải tán một cuộc trò chuyện nào đó thì mình cũng không thể recover lại cái cuộc trò chuyện đó nha. Thì mình sẽ nhấn vào đây ạ. Cài đặt và sau đó là mình ấn rời nhóm. Nếu như mà mình là quản trị viên thì mình có thể ấn giải tán nhóm ở đây. Mọi người có thể xem thêm cái video về cách mà mình có thể cài đặt nhóm ở trên cái danh sách của Luck Academy nha. Đó, thì nó cũng không thể khôi phục lại những cái tin nhắn hoặc là lịch sử của cuộc trò chuyện đó nha. Và khi mà mình đã giải quyết xong những cái tin nhắn ở trong cái nhóm chat đó thì để thuận tiện hơn cho việc hiển thị thì mình có thể nhấn vào dấu tích đã xong này để nhóm chat tạm ẩn đi. Cuối cùng thì video sẽ giải đáp một số những cái thắc mắc liên quan tới lại nhóm chat và cài đặt cá nhân. Đầu tiên là khi mà chúng ta vào lại nhóm chat thì tin nhắn hiển thị sẽ là tin nhắn gần nhất chúng ta xem hay là cái tin nhắn mà chúng ta chưa đọc. Thì Luck cũng hỗ trợ chúng ta là khi mà chúng ta nhấn vào cái đoạn chat thì nó sẽ di chuyển đến cái tin nhắn mà chúng ta đã dừng lại hay là những cái tin nhắn mà chúng ta chưa đọc. Để cài đặt những cái tính năng này thì chúng ta sẽ nhấn vào ảnh hồ sơ cá nhân, sau đó ấn vào chữ cài đặt. Tại đây, tại phần hiệu suất thì có một cái tính năng là khi mở một cửa sổ trò chuyện hãy bắt đầu từ đâu, thì các bạn sẽ nhấn vào những cái tùy chọn mà các bạn muốn là cái từ cái tin nhắn mới nhất mà bạn chưa đọc hay là từ cái phần mà bạn đã thoát ra trước đó. Tương tự cũng sẽ có một số các tính năng đi kèm như là tự động nhập cửa sổ trò chuyện tiếp theo khi bạn nhấp xong trên cuộc trò chuyện hiện tại, hay là tự động đổi tin nhắn thoại thành văn bản khi mà mình không tiện để nghe những cái tin nhắn đó, hoặc là như chỉnh sửa thông minh hỗ trợ trong cái việc nhập văn bản. Vậy làm thế nào để chúng ta biết là chúng ta chưa đọc những cái cuộc trò chuyện đó? Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái chữ số ở đây. Những cái số ở đây sẽ thể hiện là có bao nhiêu tin nhắn trong cái cuộc trò chuyện đó là chúng ta chưa đọc. Đó thì chúng ta sẽ ấn vào đây và xem những cái tin nhắn mình chưa đọc. Và nếu như trong trường hợp mà các bạn đã đọc rồi nhưng lại muốn là đánh dấu nó chưa đọc để thuận tiện hơn trong công việc rà soát, thì chúng ta sẽ nhấn chuột phải vào cái cuộc trò chuyện đó và đánh dấu là chưa đọc hoặc là gắn cờ tùy theo cái nhu cầu của mình.
Vậy nếu trong trường hợp tôi là một người quá bận rộn và tôi muốn là những cái thông tin đến sẽ tự động rep trả lời cho tôi một cái tin nhắn tự động là tôi sẽ trả lời sau chẳng hạn, hoặc là một cái tin nhắn tự động nào đó cung cấp cho họ những cái thông tin mà họ có thể liên lạc với tôi chẳng hạn. Nhưng mà hiện tại thì Love Messenger chưa hỗ trợ cái tính năng này. Và tôi nghĩ là sẽ có và tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn quan tâm tới cái việc là khi mà mình thay đổi email, trong khi mà mình thay đổi email của cái tài khoản này thì những cái nội dung công việc trước đó, nội dung chat hay là những cái lịch sử chat có bị ảnh hưởng không? Thì câu trả lời là không. Khi mà bạn thay đổi email thì nó sẽ liên quan đến cái phương thức login của bạn vào tài khoản đó, chứ không hề ảnh hưởng tới bất kỳ cái lịch sử chat nào của bạn, và những cái lịch sử chat này vẫn sẽ được giữ nguyên, trừ khi là bạn xóa những cái lịch sử chat này thì nó sẽ không còn nha, nó sẽ mất hoàn toàn và bạn sẽ không tìm được. Vậy nếu như mà một ai đó rời khỏi tổ chức mà tôi vẫn muốn xem lại những cái tin nhắn với cái bạn đó ở trong cái tổ chức đó thì tôi có xem được không? Thì câu trả lời là có. Khi mà một người rời khỏi tổ chức thì tài khoản của họ sẽ hiện chữ đã đóng như thế này. Đó. Và mình vẫn có thể xem được những cái tin nhắn trước của mình với họ, tuy nhiên thì nó sẽ hiện là tài khoản của người dùng này đã bị đóng và mình sẽ không thể nhắn tin hay là có những cái hành động khác đối với lịch sử trò chuyện đối với bạn đã đóng tài khoản này. Trên đây là một vài cái chia sẻ của Ly về cách làm thế nào để mọi người có thể cá nhân hóa cái Love Messenger sử dụng một cách hiệu quả nhất. Hy vọng là những cái thông tin mình chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho bạn. Hãy nhấn nút like và để lại bình luận nếu như bạn có câu hỏi nào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video.